Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tế từ chính những giao dịch của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua ở trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể đánh giá, nhìn nhận và trực tiếp thấy rõ những giá trị vận dụng trong thực tế này trên thị trường. Mỗi một phương pháp giao dịch đều có những giá trị riêng, quan trọng nhất là những người đứng ra chia sẻ trên thị trường họ có vận dụng áp dụng được vào trong thực tế hay không để tạo được ra những giá trị lợi nhuận cho chính bản thân họ trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi minh chứng về mọi kiến thức, về mọi phương pháp trên thị trường bằng chính những giá trị của bản thân mình giao dịch thực tế xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình dài phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng. Tôi mong muốn rằng trên con đường chúng tôi chia sẻ về mọi cái giá trị trên thị trường, mọi nhà đầu tư nhìn nhận, mọi nhà đầu tư thấy rõ và tự đưa ra những giá trị nhận định khác nhau trên thị trường cho chính bản thân các bạn về con đường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên thị trường này mọi giá trị đều cần được phải thấy rõ cái người đứng ra chia sẻ như là thầy dạy Forex hay Á quân Forex thế giới hoặc Ro Trader hoặc là gì nhỉ? Chủ các kênh YouTube, chủ của các diễn đàn Forex trên thị trường phải minh chứng bằng thực tiễn giao dịch và sâu full tài khoản trong thời gian ít nhất phải từ 6 tháng đến 1 năm để cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá. Có được như vậy thì chúng ta mới biết được rằng người đó có trình độ thật sự và có kỹ năng giao dịch và tốc độ gia tăng lợi nhuận trên thị trường có ổn định hay không của chính bản thân họ trên thị trường. Không có chuyện Á quân Forex thế giới và Ro Trader chỉ nói mồm và dùng mỏ. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và chứng minh bằng chính những giá trị giao dịch xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua ở trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và thấy rõ được toàn bộ những giá trị giao dịch vận dụng vào trong thị trường thực tế. Nhà đầu tư phải hiểu rằng đây chính là cả một quá trình dài của bất kỳ một ai khi tham gia tìm hiểu về trên thị trường giao dịch Forex đều phải thấy rõ được người đứng ra chia sẻ họ vận dụng áp dụng vào trong thực tế để cho chúng ta trực tiếp đánh giá. Không có chuyện Á quân Forex thế giới hay Ro Trader hoặc là gì nhỉ, hoặc là chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex mà ra ngoài không chịu chứng minh bằng thực tế cho chúng ta để chúng ta nhìn nhận, chúng ta thấy rõ được toàn bộ về những giao dịch thực tế cũng như sâu full lịch sử giao dịch và chúng ta thấy rõ trong thời gian dài để chúng ta kiểm chứng và có cơ sở để chúng ta nhìn nhận. Xin lỗi nhà đầu tư, ở trên thị trường này không có chuyện chưa học xong thì tiền đã về, đang học thì tiền về ngay tại lớp, cũng như vừa học xong ra ngoài dăm ba bữa mà có thể lao vào trong thị trường để tạo được ra giá trị lợi nhuận. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những giá trị lừa đảo của những kẻ vô căn cứ ở trên thị trường giao dịch Forex này. Chúng không thể giao dịch, không thể vận dụng được và chúng đã bịp bợm chúng ta để mà chúng lừa đảo chúng ta cho sự kém hiểu biết và lòng tham vô đáy của bản thân chính nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang chứng minh bằng thực tế, mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ được. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Chúc tất cả các bạn giao dịch thành công. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tế từ chính những giá trị giao dịch của bản thân mình trong suốt thời gian nhiều năm qua ở trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể theo dõi, nhìn nhận và đánh giá được toàn bộ các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex này
không có chuyện là dễ hay là đơn giản hay là gì nhỉ? Chỉ là những giá trị về gì nhỉ? Dễ là dễ mất tiền và đơn giản chính bản thân các nhà đầu tư sẽ phải tan ra bại sản trên cái thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Mọi nhà đầu tư chỉ nghe thầy dạy Forex hay Á quân Forex thế giới, hoặc là chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex, hoặc là bất kỳ một ai có kinh nghiệm trên thị trường giao dịch Forex chỉ nói mồm, không chịu vận dụng áp dụng vào trong thực tế để minh chứng toàn bộ giá trị họ chia sẻ trên thị trường từ chính những giao dịch xuyên suốt trong những thời gian dài và sâu full toàn bộ tài khoản để minh chứng về kết quả năng lực của bản thân họ trên thị trường, thì xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm ba sạo trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Trên thị trường giao dịch Forex chỉ có một thứ giá trị để chúng ta thấy được rõ đâu là những người có năng lực, đâu là những người có giá trị và đâu là những người có kỹ năng giao dịch thật sự. Đó là minh chứng bằng thực tế từ chính những giá trị giao dịch xuyên suốt, và để chúng ta thấy rõ được các toàn bộ cả lịch sử giao dịch của bản thân họ, để chúng ta đánh giá về kết quả giao dịch của chính họ trên thị trường cho cái gọi là kiến thức hay phương pháp mà bản thân họ chia sẻ trên thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện là phương pháp này đúng hay là phương pháp kia sai trên thị trường, mà chỉ có người áp dụng và minh chứng bằng thực tế được hay không ở trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch Forex, tại làm sao rất nhiều nhà đầu tư đã tử nạn trên thị trường giao dịch Forex? Chỉ đơn giản rằng bởi rất nhiều những kẻ ở ngoài kia không giao dịch được, thì làm sao mà chứng minh bằng thực tế không giao dịch được, làm sao mà cho chúng ta thấy rõ được khả năng và kỹ năng của bản thân chúng trên thị trường. Đấy mới là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Tôi mong muốn rằng những gì mà bản thân Trung tâm Đào tạo Forex và bản thân tôi đang chia sẻ, đang hỗ trợ cho mọi nhà đầu tư thấy rõ thực tiễn này, sẽ nhà đầu tư có thể hiểu được vấn đề. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư.